Trong thế kỷ thứ 31, trái đất bị một chủng loài ngoài hành tinh màu xanh và trông khá là CGI tấn công phá hủy. Từ những người tạo nên một nền văn minh căng cực, nhân loại giờ đã trở thành những kẻ tha hương, ly tán khắp mọi nơi trong vũ trụ. Đây là Kale, con trai của chỉ huy Sam. Vì nhiều lý do khác nhau, hai bố con phải tách nhau ra mỗi người một hướng. Bố hứa mỗi tháng sẽ cho Kale 5 triệu, rồi xong việc sẽ đến tìm cậu luôn. 15 năm sau ngày trái đất diệt vong, bố Sam của Kale vẫn mất hút hàng lươn, còn cậu nhóc ngày nào giờ lưu lạc ngoài không gian, làm công nhân phân loại và tái chế đồng nát, đổi lấy những bữa ăn. Nhìn thì xanh nhưng rõ là không chín. Người bạn duy nhất của Kale là sinh vật mắt mờ chân chậm này. Bởi cả trạm không ai coi Kale ra gì. Một phần vì Kale là con người, nhưng chủ yếu là vì Kale mất dạy. Tưởng rằng đời Kale chỉ có thế mà thôi. Nhưng rồi một ngày, có một người đến tìm cậu, rủ Kale xách ba lô lên và đi. Đây là chỉ huy Koso. Ông ta muốn tìm kiếm con tàu tên Titan mà bố Sam đã mang đi giấu, nói rằng nó là hy vọng cuối cùng để cứu loài người khỏi diệt chủng. Để làm được điều đó, Koso cần Kale và chiếc nhẫn vàng mà bố để lại cho cậu. Vì thằng chả còn thiếu tí vốn mới tiếp tục tìm kiếm được ư? Vì chiếc nhẫn vàng của Kale là một thiết bị vô cùng đặc biệt. Khi kích hoạt sẽ vẽ ra một bản đồ lập thể trên lòng bàn tay của cậu, dẫn đường đến tàu Titan. Kale chưa kịp tiêu hóa khối lượng thông tin vừa rồi thì bọn CGI màu xanh không hiểu bằng cách nào đã mò đến tấn công. Một cuộc đấu súng nảy lửa nổ ra. Cơ mà may là Koso đã kéo Kale thoát được về tàu của Koso, Valkyrie. Chỉ là trong lúc bỏ chạy, Kale đã bị lõm mất vài chỗ. Kale bất tỉnh một lúc, tỉnh dậy thì thấy mình đếch còn mảnh vải nào che thân. Chưa kể còn bị một em tóc highlight tím chọc ngoáy. Thôi, thế là tàn đời trai. Đây là Akima, phi công của tàu Valkyrie. Và Akima bảo bé thế kia thì cô thèm vào. Mặc được cái áo trùm cuối thì may ra. Sau khi được chữa trị, Kale đi gặp thành viên còn lại của phi hành đoàn, thuyền phó Breed, chuyên gia vũ khí Steed và hoa tiêu Gun. Người chỉ ra rằng tấm bản đồ lập thể trong lòng bàn tay Kale đánh dấu một mặt trăng vỡ đặc biệt bay xung quanh hành tinh Seisharim. Đó chính là đầu mối đầu tiên để tìm đến con tàu Titan. Hành trình bắt đầu. Trên đường đi, Koso giải thích với Kale rằng giờ cả đoàn chỉ cần tìm được con tàu Titan. Những công nghệ đã mất được cất trên đó có thể giúp thống nhất nhân loại, giúp con người hướng đến tương lai. Mà giờ muốn kiếm được Titan thì phải nhờ đến tấm bản đồ của Kale, tức là sự tồn vong của cả nhân loại đang nằm trong tay cậu. Theo đúng nghĩa đen luôn, nhân loại cần Kale và tất nhiên là Koso cũng cần Kale. Sau một bài TED Talk của Koso, cả phi hành đoàn đã đến được Seisharim. Nơi đây là một hành tinh đầm lầy, mọc toàn cây bóng cười. Họ gặp được những cư dân bản địa, nhìn hơi cau có nhưng có vẻ là tốt tính. Ớt lạ nhỉ, sao sống ở chỗ toàn bóng cười mà lại không vui? Trưởng lão của bộ tộc dạy Kale, tay trái chỉ trăng, mở ra chỉ dẫn đến địa điểm tiếp theo, tinh vân Andali. Chắc chắn con tàu của bố Sam được cất giấu tại nơi đó. Nhưng đang vui thì đứt dây đàn, đám CGI thình lình xuất hiện, bắn trước hỏi sau. Tuy có sự giúp đỡ của những người bản địa tốt bụng, cả Kale lẫn Akima vẫn bị thuyền CGI bắt cóc. Trong phòng giam, Kale và Akima nói chuyện với nhau. Theo lời Akima, đám người ngoài hành tinh CGI hủy diệt trái đất trước vì sợ tiềm năng vô tận của loài người. Vừa lỡ lý do kiểu hãm lìn ấy. Cả hai người bị bắt về tàu mẹ của đám CGI, nơi nữ hoàng CGI photocopy tấm bản đồ trên tay Kale, nhét Akima vào một con nhộng rồi vứt ra ngoài vũ trụ. Con nhộng chứa Akima lưu lạc đến một con tàu buôn nô lệ. May là cô cầm theo máy phát sóng định vị, nên Koso và các thành viên khác có thể đến giải cứu được. Trên tàu mẹ của bọn CGI, sử dụng sức mạnh của nhân vật chính, Kale đã trốn được ra khỏi buồng giam, ăn cắp một con tàu để chim cút. Cậu trở về tàu Valkyrie trong sự vui mừng của cả phi hành đoàn, nhất là Akima. Hoa tiêu Gun lại tiếp tục đọc bản đồ thì biết được cụ thể con tàu Titan đang nằm đâu đó trong một vành đai băng ở tinh vân Andali. Cả nhóm dừng lại tại Tân Bangkok để đổ xăng và mua bát thái. Akima dẫn Kale đi mua đồ. Đen đủi thế nào lại đi qua đúng lúc Koso đang gọi điện cho bạn gái. Bạn gái Koso cao 1m8, da xanh nhưng không phải xì chum hay Navi. Hóa ra từ trước đến giờ Koso chỉ lợi dụng Kale, thâu tóm manh mối để Koso và thuyền phó Breed có thể bán vị trí tàu Titan cho bạn gái CGI. Kale chất vấn Koso về bài TED Talk của lão từ đầu chuyến hành trình. Tất nhiên là Koso bảo rằng tất cả chỉ đều là xạo chó. Tóm lại là nhân loại sắp đi bán mối hết rồi. No hope. Có thân thì thân ai nấy lo thôi. Sau một cuộc ẩu đả, đôi bạn trẻ vùng thoát được và bỏ chạy. Akima trúng đạn, may là đã vào được Tân Bangkok. Koso lái tàu bỏ đi. Mặc cho Steed và Gun càng ngày càng thấy lão và thuyền phó rất là SOS. Sau khi được người dân Tân Bangkok cứu chữa, chia sẻ tâm sự cuộc đời, Kale tìm lại được mục đích của mình. Koso không làm thì Kale sẽ làm, vạch ra con đường hướng đến tương lai cho nhân loại. Cậu cùng Akima thuyết phục được người dân lên trạm không gian, cải tạo một con tàu cũ để giúp họ đuổi theo Valkyrie. Hai người rời đi, họ bắt kịp đoàn của Koso ở vành đai băng, luồn lách qua mê cung tinh thể khổng lồ, chỉ trực chờ nghiền nát cả hai, vượt mặt Valkyrie kia để đến được tàu Titan, con tàu khổng lồ được bọc kỹ trong băng vũ trụ. Kale và Akima lên tàu, họ sẽ tìm thấy gì trên Titan? Súng ống cộng 15, tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp. Họ chỉ tìm thấy một ngân hàng ADN, chứa gần như đầy đủ các loài sinh vật trên trái đất ngày xưa. Sau một hồi sờ mó mơn trớn, Kale lồng chiếc nhẫn của mình vào một hình trụ to dài, khởi động con tàu. Bố Sam hiện hồn về qua hệ thống tin nhắn trên tàu, giải thích cho Kale cách sử dụng Titan. Vốn dĩ con tàu có sức mạnh kiến tạo thế giới,
thu thập vật chất để làm nên một hành tinh mới. Nhưng mà đen cái là sau khi bỏ chạy đến đây thì tàu hết pin. Giờ nhiệm vụ của Kêu là sạc lõi năng lượng, còn sạc thế nào thì Sam không nói. Má thế thì làm ăn gì, giữa không gian đào đâu ra ổ điện cơ chứ. Ngay lúc ấy thì nhóm Koso cũng đã tìm đến nơi. Koso và Priest xuống tàu tìm đứa trẻ, để lại Sid và Gun trên Valkyrie, kèm theo đó là một quả bom để bịt mồm. Hoa Tiêu Gun hy sinh để cứu Sid. Koso và Priest đã tìm được Kêu và Akima. Koso muốn thông não đứa trẻ, bọn CGI cứ như mấy cục pin di động vậy, đếch biết mệt là gì đâu. Nhưng mà plot twist, Priest lật kèo, chĩa súng cả vào Koso luôn. Thì ra thằng phổi bạn này đã deal riêng với bạn gái da xanh của Koso, bán độ để giết hết tất cả con người liên quan đến tàu Titan luôn. Cả bốn người lại lao vào đánh nhau. Nhưng mà mình Priest chấp ba người trái đất, lơ ngớ để bị Koso vặn cổ. Giờ thì chỉ còn Koso và Kêu ở lại giằng co. Trai trẻ và già dơ quần nhau thế nào văng cả ra khỏi lan can. Kêu vươn tay muốn cứu lão, nhưng để tuột mất. Vừa lúc ấy thì đám CGI đã tìm đến nơi, tấn công Titan để hủy diệt hy vọng cuối cùng của loài người. Cơ mà nghĩ lại xem nào, như Koso nói, bọn này như mấy cục pin di động vậy, có khi dùng chúng lại có thể sạc lại được Titan. Cậu lên máy tính lập trình lại hệ thống năng lượng của Titan, nhưng đen cái là có một bộ phận đã trục trặc, phải tự ra ngoài tàu điều chỉnh bằng cơm. Giờ thì chuyên gia vũ khí Steed đã lên được tàu cùng với hai bạn trẻ. Cô cùng Akima sẽ dùng tháp pháo bắn ruồi yểm trợ để Kêu mặc đồ bảo hộ ra không gian sửa điện, tất nhiên là trở thành mục tiêu cho bọn CGI tấn công. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng nhất, Gun hóa ra chưa chết, lái tàu Valkyrie bắn bớt phi thuyền CGI bảo vệ cho Kêu. Và đoán xem ai cũng chưa chết nào. Koso cũng mặc đồ bảo hộ chạy đi giúp Kêu. Lão già dơ đuổi Kêu lại vào bên trong, còn mình thì ở lại điều chỉnh bộ phận truyền dẫn năng lượng của tàu, hy sinh để chuộc lại lỗi lầm. Lũ CGI bắn đại bác năng lượng siêu to khổng lồ vào tàu Titan, nhưng đều bị hấp thụ hết, thậm chí còn bị hút cạn cả pin đến chết mất xác luôn. Lõi năng lượng của tàu Titan được sạc đầy, khởi động cơ chế kiến tạo hành tinh, làm ra một thế giới mới. Một thời gian sau, Kêu và Akima hạ cánh trên bề mặt hành tinh mới, chào đón con người từ khắp nơi trong vũ trụ về lại đây, gây dựng lại một thế giới dành riêng cho con người, mở ra một tương lai mới tốt đẹp hơn. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.